Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, khi bị đau dạ dày, bên cạnh các phương pháp điều trị thông thường thì chữa đau dạ dày bằng các mẹo tại nhà cũng được rất nhiều người lựa chọn bởi tính an toàn và tiết kiệm, nhưng cũng có hiệu quả điều trị rõ rệt. Sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai sẽ giới thiệu đến bạn một số mẹo đơn giản tại nhà mà bạn có thể áp dụng. Khi bị những cái cơn đau dạ dày thì lời khuyên đó là ăn thức ăn mềm, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu thì làm cho dạ dày đỡ phải co bóp, đỡ phải nhào trộn thức ăn thì cũng sẽ giảm được cái tình trạng đau dạ dày. Ngoài ra thì sẽ phải chia nhỏ bữa ăn ra, giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn nó dễ dàng hơn. Tránh những loại thức ăn có tính axit cao, ví dụ như các loại hoa quả thuộc loại cam, chanh, bưởi, đó là thức ăn có tính axit cao. Rồi những cái loại kích thích bài tiết axit rất là nhiều như chè, cà phê, thuốc lá là những loại cấm tuyệt đối, tại vì nó sẽ kích thích bài tiết axit, nó sẽ làm xuất hiện những cái cơn đau dạ dày. Và khi có những cái cơn đau dạ dày mà nó liên tục tái đi tái lại nhiều như vậy và bệnh lý thì đã biết thì có những cái thuốc mà sẽ giúp trung hòa axit, rồi có những cái thuốc phủ ở trên bề mặt niêm mạc dạ dày để tránh những cái tác nhân là axit tấn công vào bề mặt niêm mạc dạ dày gây ra xuất hiện các cái ổ loét. Và trong một số trường hợp thì người ta cũng có thể dùng những cái thuốc giảm bài tiết axit. Như vậy, theo chuyên gia, có 5 mẹo chữa đau dạ dày tại nhà, đó là ăn các loại thức ăn mềm và dễ tiêu hóa, bổ sung các loại rau củ và vitamin, nên chia nhỏ bữa ăn, tránh để quá no hoặc quá đói, tránh ăn các loại hoa quả chứa nhiều axit và cuối cùng, bỏ rượu bia và thuốc lá. Đầu tiên, người bệnh cần ăn thức ăn loãng, dễ tiêu và đủ dinh dưỡng để bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi cơn đau chưa giảm, người bệnh chỉ nên ăn những thức ăn loãng như sữa, cháo và súp. Sau khi tình trạng đã được cải thiện, có thể dần dần ăn những thức ăn đặc hơn như cháo đặc, cơm nấu mềm. Nên ăn ngay sau khi chế biến, ăn thức ăn khi còn ấm giúp cho việc tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh đó, các loại thức ăn người bệnh dạ dày nên dùng là sữa, trứng, các loại thực phẩm có tính bao bọc niêm mạc dạ dày như gạo nếp, bánh mì, bánh quy và các loại rau củ. Đồng thời, người bệnh nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như ngũ cốc, các loại rau củ quả có màu đỏ, màu vàng và xanh đậm như cải bắp, rau cải, cải xanh, cà rốt, khoai tây và bí đỏ để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin và khoáng chất do tiêu hóa hấp thụ kém ở người mắc bệnh lý dạ dày. Ngoài ra, để giảm tải và trung hòa axit dạ dày, người bệnh nên ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý đảm bảo số lượng và chất lượng dinh dưỡng. Khi vẫn có cơn đau bụng và khó tiêu, nên ăn mỗi lần một ít. Khi hết triệu chứng đau, khó tiêu, ợ chua thì tăng dần số lượng thức ăn đến gần như bình thường. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, người bệnh cần nghỉ ngơi, tránh làm việc quá mệt mỏi hay căng thẳng, ngủ đủ giấc. Có các biện pháp này cũng giúp giảm cơn đau và phòng ngừa tái phát hiệu quả. Mặt khác, khi bị viêm dạ dày cấp, người bệnh cần ngừng ngay việc sử dụng các chất gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Cụ thể, không ăn các loại trái cây có tính axit như cam, quýt, chanh và bưởi. Không ăn thức ăn có nhiều vị chua, có nhiều gia vị như ớt, tỏi và hạt tiêu. Không ăn những món gây khó tiêu, nhiều chất béo như chiên, xào và nướng. Không ăn thức ăn cứng như ngũ cốc thô, các loại hạt, măng khô, thức ăn có nhiều xương. Không ăn thức ăn lạnh, thức ăn để lâu bị ôi thiêu, các món tái sống như gỏi cá, nem chua và tiết canh. Các loại thức ăn chế biến sẵn như thịt nguội, dăm bông, lạp sườn, xúc xích cũng không nên dùng. Và đặc biệt, không uống rượu bia, thuốc lá, cà phê, trà đặc và nước giải khát có ga.